sẽ bắt được cậu. Bắt được rồi, đến cậu. Nhanh dậy Warren. Cô Olivia kìa. Chào buổi sáng cô Olivia. Chào buổi sáng Warren. Chào cô Olivia. Cô ơi, cái đó là gì vậy? Đó là thông báo về một sự kiện đặc biệt. Trông vui vẻ đấy. Cô Olivia, còn không hiểu. Đây là sự kiện gì vậy? Ồ, con biết nó là gì. Đó chắc hẳn là một buổi trình diễn tài năng. Nhưng hoàng tử Tiki, cậu sẽ làm gì ở một cuộc thi tài năng? Cô rất vui vì các con đã hỏi. Mọi người đều giỏi một thứ gì đó. Cuộc thi tài năng là cơ hội để cho người khác thấy các con giỏi ở lĩnh vực nào. Bằng cách đó chúng ta có thể cổ vũ tất cả mọi người. Tuyệt quá hả? Điều đó thật tuyệt. Con biết, con biết. Con sẽ thể hiện những bước nhảy ngầu của mình. Ồ, tớ thích bước nhảy của cậu. Dạ con. Con có thể hát vô đồ. Con nóng lòng muốn cho cô xem quá. Tuyệt. Dạ, dạ con có thể đào những cái hố thật lớn. Con muốn thi, con không thể đợi được, con có tài năng. Được rồi, cô sẽ cho các con thời gian để chuẩn bị. Con sẽ chuẩn bị, tạm biệt cô Olivia. Bà Bư đi thôi, đang tới đây. Chúng ta có thể thật sự nổi tiếng đấy. Rem, chuyện này sẽ vui lắm đây. Hãy làm vậy thôi. Nhưng tớ không có tài năng gì cả. Ồ không, tớ cũng không. Thôi, chúng ta đi thôi. Được rồi. Này Vic, cậu nghe gì không? Đó là âm nhạc. Âm nhạc. Nó đang đến từ hướng đó. Này Vic, chờ tớ. Tớ nghĩ nó đây. Violet, lại chào nào. Rambo, Vic, Violet, này Violet, chào buổi sáng. Violet, hay lắm cơ. Violet, cậu đang chơi cái gì vậy? Cái cũ này hả? Là đàn guitar của mình. Guitar, cho tớ thử được không? Tớ sẽ chỉ cho cậu cách chơi. Oh wow, cậu giỏi thật đấy. Cậu sẽ trở thành người nổi tiếng ở những cuộc thi tài năng. Đúng, đó thực sự là lý do tại sao tớ đang luyện tập ngay bây giờ. Cho tớ thử đi. Trời ơi, tớ muốn tới cuộc thi tài năng. Tớ nóng lòng muốn được lên sân khấu và trở thành một ngôi sao. Nhưng tớ không có tài năng gì cả. Được rồi, tớ sẽ dạy cậu. Để cậu và tớ có thể biểu diễn cùng nhau. Thật cơ à, nghe tuyệt vời quá. Tớ học guitar giới được không? Tất nhiên, chúng ta có thể học chơi một bài chỉ trong một tháng chứ. Chỉ cần luyện tập, cậu sẽ có thể chơi được bất kỳ bài nào. Tuyệt vời. Được rồi. Đầu tiên chúng ta phải học những điều cơ bản. Chúng ta bắt đầu từ đâu Violet? Ồ, tớ quên mất. Tớ sẽ trở lại ngay. Rambo, cậu rất có năng khiếu trong việc này. Violet, cậu đang chơi bài hát gì vậy? Tớ thích nó. Đó là bài hát cậu sẽ chơi. Cậu sẽ học nhanh hơn bằng cách nghe cái này. Tớ sẽ không bao giờ học chơi thứ gì đó như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng thứ này như thế nào? Cậu chỉ cần ấn nút này. Tớ biết. Tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Cậu nghĩ cô ấy sẽ đi đâu vậy? Này Vic, khá nhanh đấy. Tớ rất ấn tượng. Ờ, cảm ơn. Tớ có thể chơi rất nhiều bài hát. Cậu chơi một bài khác cho chúng tớ nghe được không? Tất nhiên, hãy đợi chút. Tớ đang để dành bài hay nhất cho cuộc thi tài năng. Nóng lòng quá. Được rồi, tớ phải đi tập đây.
Hẹn gặp lại sau. Gặp sau. Viết trông giống như một ngôi sao nhạc rock. Mình thật sự là một thiên tài. Những bạn đó sẽ không bao giờ đoán được. Thứ này thật tuyệt vời. Với thứ này, mình sẽ là người giỏi nhất. Viết thật tuyệt. Cậu đã học được bài đó rất là nhanh. Cậu biết không, cậu thật sự rất là chăm chỉ. Tớ phải đi đây. Cần phải tập. Tạm biệt Rambo. Máy ghi âm của mình, hy vọng nó không bị hư. Nhìn tốt như mới. Làm tốt lắm, Ram. Ngày thi tài năng cuối cùng cũng đã đến. Quán hô tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Rambo thật tuyệt vời. Violet, cậu thật tuyệt vời. Cảm ơn anh trai. Violet, cái này dành cho cậu. Cảm ơn Tiki. Họ thật giỏi. Các con, ngồi vào chỗ đi. Được rồi anh bạn, giờ là lúc tỏa sáng. Người biểu diễn tiếp theo là Vic. Ryan, nhìn này. Em làm tốt lắm. Các con, Vic sắp biểu diễn solo guitar. Hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay nào. Tuyệt vời, Vic. Chúc may mắn, Vic. Lại vậy à? Bài hát khác sao? Raya, em không nghĩ là em biết bài này. Nhìn kìa, quần của Vic đang cháy. Chuyện gì vậy? Không hay rồi. Cuộn băng. Lẽ ra mình nên tập đánh đàn. Ồ Vic, đừng buồn. Khi còn đang học một điều gì đó mới, còn phải kiên nhẫn. Thành công không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều. Con phải luyện tập. Đó là cách duy nhất để con có thể tiến bộ hơn trong một lĩnh vực nào đó. Con hiểu chưa? Dân thưa cô, con hiểu. Khi con muốn học điều gì đó trong tương lai, hãy nhớ bỏ công sức và thực hành nhé. Chuyển sang đây. Phải rồi. Này Vic, cậu ở đây. Tại sao vậy? Violet, cậu vẫn sẽ dạy tớ chơi guitar chứ? Tớ thực sự muốn học. Tớ hứa sẽ luyện tập. Tất nhiên tớ sẽ dạy cậu. Chào mừng Vic trở lại. Ừ, chúng ta có thể luyện tập cùng nhau. Tuyệt. Chào các bạn. Học một điều mới có thể khó khăn, các bạn phải cố gắng thực hành. Rồi, cùng xem Ryan và Rambo đang làm gì nhé. Yeah!
Rambo, nhìn tai thỏ của anh này. Chúng to thiệt. Raya, em có đôi cánh như một chú chim. Em đang bay. Em đang bay này. Em đang bay. Rambo, dậy nào. Cẩn thận chứ. Đó là gì vậy? Là ngỗng hoang. Chào, tớ là Bob. Tớ là một con ngỗng hoang. Còn các cậu? Các cậu tên gì? Tớ là Rambo. Tớ là Briar. Nhưng Bob à, những con ngỗng khác đều bay về phía nam để trú đông. Sao cậu còn ở đây? Mấy miếng khoai tây chiên này ngon quá. Tớ không vội. Tớ sẽ bay đi khi xong việc. Nhưng Bob, cậu lớn bằng tớ rồi. Cậu bay được không? Cậu nghĩ tớ không bay được hả? Hai cậu lùi lại đi. Tớ sẽ cho các cậu xem. Thấy chưa? Tớ đã nói là tớ bay được mà. Điều đó là đương nhiên. Có vẻ không giống lắm. Bob, cậu ổn chứ? Gió hơi mạnh nhỉ? Ôi Bob, tớ nghĩ cậu đã ăn quá nhiều trong hè. À, hình như vậy đó. Các cậu giúp tớ được không? Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Cố lên Bob, tiếp tục đi. Trái, phải, trái, phải. Ryan, nghỉ một lát đi. Gần đến rồi Bob. Trái, phải, trái. Chúng mình có thể nghỉ ở trên đỉnh kia. Trái, phải, trái, phải. Cố gắng lên Bob. Thôi đi. Đến đây, đến đây. Ryan, chậm lại chút đi. Trái, phải, trái, phải. Cậu làm được mà Bob. Cậu đang làm rất tốt. Tiếp tục đi, cố lên. Gần đến đích rồi Bob. Thôi nào Bob. Thôi được, chúng mình cần đi nhanh hơn. Mặt trời đang lặn rồi kìa. Ryan, tớ không đi được. Bob, sao vậy? Tụi mình đến nơi chưa vậy? Cố lên Bob, sắp đến nơi rồi. Rambo, Ryan, tụi mình làm được rồi. Quả là một cuộc hành trình dài. Cuối cùng cũng tới. Bobby, cậu ổn chứ? Tôi ổn. Tôi chỉ hơi đau bụng thôi. Ryan, khoan đã. Cậu đã ăn vặt trong khi đi hả? Bây giờ việc đi bộ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Rambo, tìm xem trên người cậu ấy còn đồ ăn vặt nào không. Để tôi nói. Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi, đợi đã. Thôi nào Rambo, cho tớ nghỉ chút đi. Rambo, hãy chắc chắn rằng em lấy được hết. Ôi chờ đã, hết rồi chứ. Đây tất cả là đồ ăn của cậu ấy. Tốt lắm. Giờ thì hãy giấu đi đồ ăn, để cậu ấy không thể tìm thấy. Đồ ăn của tớ. Được thôi các con, ăn đi nhé. Và Bob, ăn trái cây đi. Đừng ăn vặt nữa, được chứ? Dạ, vâng ạ. Ăn thôi nào. Bob, cậu thích chứ? Ngon tuyệt. Đó là gì vậy? Hình như là một cái cốc. Đừng lo, để em nhặt nó. Sao cái cốc này lại rơi xuống vậy? Anh không biết. Ăn trái cây đi. Tớ ăn xong rồi. Tớ còn nhiều lắm. Các cậu, nhìn con bướm kia kìa. Bướm bướm, ở đâu cơ? Tớ không thấy. Nó bay mất rồi.
Tôi ăn xong rồi. Tốt lắm, cậu làm được rồi bớp. Mình phải ăn nhanh lên mới được. Khoai tây chiên thật ngon. Đưa khoai tây chiên đi. Không đời nào. Có chuyện gì thế? Trả lại đây. Không đời nào. Đó là của tớ. Nhột không, nhột không, nhột không. Nhột, nhột. Nghe này, đưa ra lựa chọn đi bóp. Cậu có thể ăn vặt và cậu không thể giảm cân. Tớ... Bóp, đừng làm vậy. Được thôi, từ giờ trở đi, tùy cậu quyết định. Rambo, đi thôi. Đợi đã, Brian. Tạm biệt bóp. Rambo. Đàn của mình. Họ bay đi rồi. Này, đừng bỏ lại tớ. Chờ. Tớ, với. Tớ đến đây. Không, 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 đợi tớ. Đừng bỏ rơi tớ. Bob, quay lại đi. Bobby, ra ngoài đi. Đến giờ về nhà rồi. Bob, đó là Bob. Bob, mẹ gấu ơi. Bob, đây rồi, giờ thì ổn rồi. Con kể lại mọi việc đi. Họ bay đi mà không đợi con. Bởi vì... Không sao mà. Bởi vì con nặng quá không bay được. Bob, giảm cân không chỉ là tập thể dục. Chế độ ăn uống của con cũng quan trọng. Con ăn thật nhiều đồ ăn vặt thay vì ăn đồ ăn lành mạnh. Như vậy không tốt. Con hiểu chứ? Con hứa lần này sẽ luyện tập chăm chỉ. Tốt rồi, Bob. Mọi người ở đây có thể giúp con. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Cố lên các cậu. Phải. Bob, không. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Cố lên. Được lắm. Cậu làm được mà Bob. Tớ đang ở trên không trung. Tớ đang bay này. Nhìn tớ đi. Tớ đang bay. Tớ sẽ gia nhập đàn của tớ. Tuyệt lắm Bob. Cuối cùng cũng bay được rồi. Quang hoo. Cảm ơn các cậu. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Briar, Rambo và gấu mẹ. Tớ phải đi rồi. Tạm biệt các cậu. Tạm biệt. Tạm biệt. Bob, bay an toàn nhé. Mẹ ơi, liệu chúng ta có gặp được Bob nữa không? Bob sẽ trở lại vào mùa xuân tới. Còn mong mùa xuân đến sớm. Chào các bạn. Hãy nhớ ăn vặt ít thôi và tập thể dục nhiều hơn nhé. Chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục mang lại lợi ích cho các bạn. Các bạn có thể rủ bạn bè cùng tham gia. Tạm biệt. Things to see.
new day with their old friends around every single corner. They're